Quên. Anh. Sao anh lại ở đây vậy? Anh dậy rồi hả? Cảm ơn anh đã cho em những giây phút tuyệt vời. Anh đó, anh thô bạo lắm nha, nhưng mà em rất thích. Ở đây vậy là đâu vậy anh? Khốn nạn, đồ khốn nạn, tôi không để cho tất cả các người được yên đâu. Nhi, 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 Nhi. Là cô gài bẫy tôi phải không? Hả? Phải, là em. Em không muốn chia sẻ anh với ai hết. Không được sao? Cô quá đáng mà. Thạch lam cánh hoa mộng manh, vườn mình trong sỏi đá khô cằn. Dù bao nghiệt ngã vây quanh, cánh hoa mềm vẫn mãi tỏa hương. Ngày hôm Hải luôn ngẩng cao đầu và bước đi, không bao giờ gục ngã. Ông trời luôn công bằng với chúng ta. Các em hãy tin như vậy. Những trái ngang đưa em về nơi đâu? Ôi nát tan, ôi xôn xao, ôi thân em bé bàng. Cũng căn nhà này lúc trước rộn ràng, giờ thiếu đi một người mà thấy rộng thênh thang. Chị Bảy đã mất rồi, nhưng mà những lời dặn của chị vẫn còn đây. Chị em mình phải học cách chấp nhận sự thật chị ạ. Trong sương gió rồi cũng giống như chiếc lá này nè, bình thản vì khi biết nó rụng xuống sẽ có một chiếc lá non mọc ra thay nó. Tâm nguyện của chị Bảy là được trở về quê hương, nhưng mà em vẫn chưa giúp chị được nữa. Em thấy áy náy quá à. Chỉ cần em có lòng tin và thành ý, nhất định em sẽ làm được mà. Chị có ý định mở lại sắp hoa và mở rộng thêm ra. Chị muốn giữ lại những gì có liên quan với chị Bảy, nhưng mà không biết đặt tên gì nữa. Ngày, mà hôm nay vườn đắng cay, đời cuốn xoay những trái ngang đưa em về nơi đâu? Ôi nát tan, ôi chị Khanh. Hay là mình đặt tên là hoa đá đi chị, để tưởng nhớ tới người chị đã mất, cũng như nhắc nhở mọi người là phải sống tốt như hoa đá. Được không chị? Chị thấy sao? Đẹp mà có ý nghĩa nữa. Vì thì đặt tên shop là hoa đá nha. Dạ. Nhưng mà cái ngày chị khai trương á, nhất định em phải có mặt với chị. Nhất định rồi chị. Trong sương gió rồi ngày mai thức giấc, tiếng yêu thương nhẹ lay, tia nắng ấm ban mai sưởi ấm em, đưa em qua đêm dài. Anh gọi tôi ra đây á, có chuyện gì muốn nói phải không? Cường đã bị nghi ngờ và sắp bị trục xuất ra khỏi công ty. Rắn đã bị mất đầu. Nếu anh khôn ngoan thì hãy làm theo lời tôi. Còn nếu như anh cứ ngoan cố, sớm muộn gì anh cũng bị đuổi ra khỏi công ty thôi. Sao?
Anh có chắc á là cứu được tôi không? Sở dĩ tôi làm như vậy á, vì bất đắc dĩ. Con tôi bệnh nặng, đang nằm viện, cần tiền cứu chữa. Nếu không có tiền á thì con tôi sẽ chết. Tiền gửi với anh là tất cả hả? Chỉ có tôi ngu mới tin anh thôi. Xù xì vậy mà nó đẹp nè. Nhìn dễ thương quá hả chị? Ê, đây nữa nè. Ui, đây nữa nè bà. Trời ơi, đẹp quá ha. Ôi, như là sen nhiều cánh vậy đó. Dạ, nó tên là hoa đá à. À vậy hả? Nó mang sức sống như chính là hoa của nó vậy đó. Dạ. Trời ơi, dễ thương nghe cũng lạ quá hả chị? Đẹp quá. Em thích cái này á. Em thích cái này nó dễ thương. Nhìn nè. Chúc mừng mẹ Khanh con chúc sức ha. Con. Dạ, con chào ba. Chị, mình kéo băng đỏ đi chị, để cho mọi người còn biết tên của sách hoa mình nữa. Con cũng thích tên hoa đá. Vì con cũng là hoa đá của cô Bảy và mẹ. Sao nó có loài tên loài hoa đá vậy em? Nó mang ý nghĩa gì vậy? Thực ra thì em đặt tên này để tưởng nhớ một người chị đã khuất rồi. Và em cũng nhắc nhở mọi người là hãy sống kiên cường và mạnh mẽ như chính hoa đá ạ. Hoa đá sống rất là kiên cường, cho nên cô Bảy á dặn con phải sống kiên cường như hoa đá. Mẹ. Cháu con nội giỏi quá. Anh chúc mừng em. Nhi ơi, Nhi! Nhi ơi! Mở cửa cho anh đi Nhi! Nhi ơi! Mở cửa cho anh đi mà! Em còn tới đây làm cái gì nữa? Em phải để cho anh giải thích chứ. Rồi quyền phán xét cuối cùng vẫn là của em có được không? Tôi với anh có cái gì để giải thích nữa hả? Quyền phán xét. Tôi không dám nhận món quà xa xỉ đó của anh đâu. Đi về đi. Cút khỏi nhà tôi đi. Ít ra em phải để cho anh giải thích với em chứ. Anh bị cô ta vu oan. Cô ta vu oan cho anh mà. Sao anh trơ trẽn vậy? Hèn hạ vậy? Anh dám làm mà không dám nhận hả? Tôi nói cho anh biết, ai đối xử với tôi như thế nào tôi sẽ trả lại gấp đôi. Gì à? Anh chuẩn bị tâm lý đi. Tôi không bỏ qua những chuyện làm mờ ám của anh đâu. Kể ra cái chuyện anh đã làm cho Thạch Lan bị hàm oan suốt 3 năm về trước. Cô... Anh nói với con nhỏ kia, tôi không để yên cho các người đâu.
tôi bắt các người phải trả giá. Cút đi, về đi. Nè, Nhi, Nhi. Mẹ nó. Anh Danh, đây là anh Thắng kỹ sư. Anh Thắng có một số chuyện muốn thưa với anh. Anh có chuyện gì thì nói đi, đừng ngại, tôi nghe đây. Tôi trình bày với anh một việc, việc có liên quan tới Cường. Liên quan tới Cường? Tôi đã cấu kết với Cường làm chuyện phi pháp, gây thiệt hại cho công ty và bè cá. Cường đã sai tôi mua giống cá nhỏ hơn để lấy tiền lời. Còn bảo tôi xén bớt cám và thức ăn của cá để bán ra ngoài lấy tiền bỏ túi. Cường còn bảo tôi cấu kết với một số nhà hàng tư để nhập cá rẻ hơn. Ngay cái vụ là làm chập điện, Cường cũng sai tôi làm nhằm bưng bít chuyện cá chết hàng loạt. Tất cả sự việc trên nhằm mục đích là làm thất thoát tài sản của công ty và bè cá. Những chuyện phi pháp bất nhân như vậy mà anh cũng làm được sao? Anh Danh à, thật ra là do con gái của anh ấy bị bệnh nằm ở bệnh viện, mà Thắng thì không có tiền cứu chữa, cho nên thôi thì anh hãy nghĩ tới tình cảm của anh Thắng dành cho đứa con gái mà anh bỏ qua cho anh ấy lần này được không anh? Chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Với tôi như thế nào tôi sẽ trả lại gấp đôi. Nhi à, anh chuẩn bị tâm lý đi. Em, tôi không bỏ qua những chuyện làm mờ ám của anh đâu, kể cả cái chuyện anh đã làm cho Thạch Lan bị hàm oan suốt 3 năm về trước. Cậu... anh nói với con nhỏ kia, tôi không để yên cho các người đâu, tôi bắt các người phải trả giá. Cút đi, về đi. Nếu không ra tay bây giờ sẽ không còn kịp nữa. Cô ta có thể gặp ông Khang bất cứ lúc nào, lúc đó mọi kế hoạch sẽ bị dở lỡ, mà mình còn phải ngồi tù nữa kìa. Bây giờ anh không còn là con người nữa, em hãy cẩn thận, em đang gặp nguy hiểm đó. Em hãy nghe anh nói đi. Nhi được á, cô phải bỏ qua cho anh, bỏ qua những gì mà nó gây ra cho cô. Làm cha như tôi á thật là có lỗi, không biết dạy con.
là ngày vui của mẹ con, con cũng phải có mặt để cùng chung vui với mẹ và ba mới, phải không bé Bon? Cô cũng giỏi mồi chài đàn ông quá ha. Hết anh Trung, bây giờ tới ba của tôi. Cái tôi không ngờ là kể cả người đáng tuổi cha của cô mà cô cũng mồi chài được. Thôi đi, ở đây không phải là nơi để con nói từ chuyện như vậy. Ba hiểu nó được bao nhiêu mà ba binh vực nó. Ba có biết là nó đã từng lừa dối chồng con không? Và bây giờ đối với ba, nó cũng sẽ lừa dối ba như vậy. Ba đã bị nó cho ba vô trong rồi. Cô làm ba đi tình. Cô làm gì vậy? Em làm gì vậy? Cô đánh người ta. Cô nói là có trai đâu. Rõ ràng hai Vũ Giang tình với nhau mà. Ba thấy rõ chưa? Ba nhìn nó cho kỹ đi. Em không được xúc phạm cô ấy. Anh yên đi. Tôi chưa nói ra gì thôi đó. Anh lén lút hẹn hò với nó. Tôi chưa nói tới mà đã quên giật nó hả? Anh đừng có quên, tôi mới chính là vợ của anh. Ươm mình trong sương gió, rồi ngày mai thức giấc tiếng yêu thương nhẹ lay, tia nắng ấm ban mai sưởi ấm em đưa em qua đêm. Chào em. Anh Thịnh. Anh xuống đây hồi nào? Sao anh biết em ở đây mà tới vậy? Anh làm gì ở đây mà? Không xuống đây thì xuống đâu chứ? Anh nói thiệt hả? Chú Khang gọi anh về làm lại rồi hả? Không, anh không còn làm việc cho chú Khang nữa. Anh làm trợ lý cho danh. Từ nay về sau, anh phụ trách giám sát đại cá ở đây. Vậy là em yên tâm rồi. Chắc là từ nay á sẽ không còn xảy ra sự cố nào nữa. Thôi, em làm việc tiếp đi. Dạ. Đồ mặt dày, trơ trẽn, nhục như vậy mà cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Đường Đường là con gái của tổng giám đốc, đã có một đời chồng, vậy mà cô ta còn đi cướp người yêu của người khác, thiệt là mặt dày. Nè, nghe đâu cô ta còn làm trò trơ trẽn, đánh thuốc mê để ngủ với người ta rồi, vậy mà còn vừa ăn cướp vừa la làng. Trời, anh nói thiệt đó hả? Sao trên đời này có người xấu xa đến vậy? Nhìn cô ta cũng đẹp mà, đâu đến nỗi nào đúng không? Cô ta nghĩ mình là con của tổng giám đốc nên muốn làm gì thì làm. Nè, mấy người nói cái gì đó? Có ngon ở trước mặt tôi nè. Liệu hồn mà đó làm việc đi nha. Tôi đuổi gì hết cả lũ bây giờ đó. Chắc chắn là mày. Được thôi, con này không có ngán đứa nào hết. Xưa nay chỉ có tao dám chơi người khác, chứ không có ai được quyền chơi xấu tao hết. Con nè. Dạ. Vì thấy cậu Mạnh thương con thiệt tình đó nha. Con coi sao để tội nghiệp cậu ấy. À, dì, bữa nay á dì nêm canh ngon ghê á. Mà mùa này có bông điên điển rồi hả dì? Thôi dọn nhanh lên đi con, để anh em vô tới giờ. Dạ. Chào mọi người. Rồi ăn cơm. Rồi ăn cơm mấy anh em ơi. Cơm đi. Mọi người ơi, tôi có ý kiến. Tôi là Trần Thịnh, là trợ lý của giám đốc Quang Danh. Từ nay về sau, tôi sẽ thay mặt giám đốc quản lý trực tiếp về việc bể cá ở đây. Chính vì vậy, bất kỳ vấn đề gì, mọi người cứ đến tìm tôi để giải quyết trực tiếp. Đối với anh Mạnh, chịu trách nhiệm về quản lý kỹ thuật và chất lượng đầu ra. Còn cô Lan, phụ trách về mọi việc đầu vào, bao gồm cả cá giống và các thức ăn vật liệu liên quan. Rồi, có ai có ý kiến gì không?
Tôi có ý kiến là mời chuyên gia về để mà huấn luyện thêm cho anh em về kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Cảm ơn anh. Tôi cũng có ý kiến là đề nghị mọi người làm đúng và làm hết trách nhiệm của mình. Không ai được tự ý thay đổi chế độ thức ăn khi chưa có sự cho phép của tôi. Cảm ơn Lan. Dạ. Ý kiến của Mạnh và Lan rất là xác đáng. Tôi xin ghi nhận và cố gắng thực hiện ngay. Còn bây giờ, có ai có ý kiến gì nữa không? Không. Vậy thì xin mời ăn cơm. Tại sao mình bị thô gì có cách vô lý như vậy? Ai đã làm chuyện như thế này? Em nên cẩn thận với Quanh. Bây giờ Quanh đã không còn là người nữa. Cô cứ ức đi, cứ bùng phát đi, tốt lắm. Nhi à, em hãy nghe anh giải thích. Em hãy tin anh một lần thôi cũng được nữa. Anh còn dám dắt cái mặt tới đây hả? Thấy anh là tôi phát tỏm rồi. Làm ơn ra khỏi nhà tôi đi. Đi đi. Em à, em hãy nghe anh giải thích có được không? Bây giờ em đang gặp nguy hiểm, anh đang rất là lo cho em. Cái loại người như anh mà cũng biết lo lắng cho người khác nữa hả? Chứ không phải anh sợ tôi phanh khui tất cả tội ác của anh à? Em à, thật sự bây giờ Quanh á giống như một con thú bị thương vậy. Cô ta có thể cắn bất cứ một người nào, có thể làm cho cô ta bực mình. Em đang gặp nguy hiểm mà, thiệt đó. Anh tưởng anh hù dọa được tôi sao? Chuyện tôi làm có thấm thía gì so với anh đâu. Nếu nó muốn tìm, nó sẽ tìm anh trước rồi mới tính tới tôi. Em đừng có cứng đầu nữa. Em hãy nghe anh nói đi. Hãy nghe lời anh đi mà. Đang gặp nguy hiểm, anh với em có thể kết hợp với nhau để hạ bệ Quanh có được không? Rồi sau đó thì sao? Anh sẽ cưới tôi đúng không? Đúng không? Ừ. Anh nói đi. Anh đi về đi. Đi về đi. Nghe đâu cô ta còn làm trò chơi trẻ, đánh thức mê để ngủ với người ta rồi thì mày còn vừa ăn cướp vừa la làng. Trời trời, anh nói thiệt đó hả? Sao trên đời này có người xấu xa đến vậy? Trời ơi, làm gì vô hẻm mà chạy dữ vậy? Mày dám nhắm mặt với tao hả? Mày dám ra hưởng tao tung khắp nơi hả? À, mày tưởng mày là ai mà tao không dám đánh mày hả? Mày tưởng mày là con giám đốc thì là ngon hay sao? Hả? Mày dám đánh tao hả? Mày dám đánh tao hả? Thank you.
vậy ta? Tôi sẽ giúp cô được chết nhẹ nhàng, vĩnh biệt cô. Nhi à, Nhi à, Nhi à, em có sao không Nhi? Biết lần này lại gây ra chuyện gì nữa. Không phải tôi. Hên cho cô đó nha, cá thực này đều và to hơn mọi lần. Cô mà đến trễ chút xíu là tôi không giữ phần cho cô á. Dạ, cá đợt này đẹp quá à. Có gì ngày mai em ghé lấy thêm một ít nữa. Tôi có khuyến mãi cho cô thêm nửa ký nữa đó. Cô ráng về chăm sóc cá cho tốt. Giống cá này á, cho năng suất cao lắm á. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, em về. Từ từ nha cô. Dạ. Rồi, cô lên đi. Ê, con nhỏ nó đẹp quá tụi bay. Về đi, về đi, vô vô. Nè, nó làm gì vậy? Đâu làm cưng? Gì vậy? Chơi con làm đi. Con có thể giỡn con gì đó. Mất chạy hả? Mất chạy hả? Hả? Tao cấm tụi bay nghe chưa? Nghe chưa? Mất dạy hả? Em có sao không? Dạ, dạ em không sao. Nếu không có anh, em không biết phải làm sao nữa hết. Có cần anh đưa em về không? Dạ thôi, không cần đâu anh. Em nhớ cẩn thận nha, khu này không có được an ninh đâu. Dạ, em biết rồi. Thôi, em về. Cẩn thận nha em. Dạ, em về nha, cảm ơn anh.
cầu trời khẩn phần cho cô ấy được tai qua nạn khỏi. Dạ bác sĩ ơi, cô ấy cứ sao bác sĩ? Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng tạm thời thì đang bị hôn mê vì vết thương vùng đầu quá nặng. Vậy thì cô ấy có tỉnh lại được không bác sĩ? Việc này thì còn tùy thuộc vào bệnh nhân nữa. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Chồng. Chào chị. Xin cho hỏi chị là hàng xóm của cô Yến Nhi phải không? Dạ đúng rồi, tới đây ạ. Chúng tôi có vài điều muốn hỏi chị để điều tra vụ việc có liên quan tới cô Yến Nhi. Dạ. Vậy xin mời chị về cơ quan để cho lời khai nhé. Dạ. Xin mời. Khỏe không? Dạ khỏe. Hết giờ làm đi uống cà phê với anh nha. Dạ. Dạ, dạ, tôi chờ đó nghe chưa. Sẽ không lâu nữa, mày cũng sẽ như ba và em gái của mày thôi. Phải cút khỏi đây nhanh thôi. Cái vị trí đó không lâu nữa sẽ thuộc về tao. Một khi thằng này đã thích, mày đừng hòng ngăn cản. Bây giờ chị hãy thật là bình tĩnh và khai báo tất cả những gì chị biết cho chúng tôi. Hôm đó tôi đang đứng trước nhà cho thằng bé ăn thì có một cô gái chạy xe Tay Ga tới. Cô gái phóng xe như điên, sắp đụng vào thằng bé làm cho nó hoảng sợ lên. Sau đó cô ấy chạy nhanh vào nhà cô Yến Nhi. Chị còn trông thấy những gì nữa? Chị hãy cố gắng nhớ thật kỹ, vì mỗi một chi tiết chị cung cấp sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong quá trình phá án. Hình như giữa họ có sự xô xát, tôi có nghe tiếng cãi nhau. Và sau đó cô ta vội đi ra với vẻ mặt hoảng hốt. Tôi liền chạy vào nhà của Yến Nhi thì thấy cô ấy đã nằm bất tỉnh trên vũng máu. Tôi vội lấy điện thoại ra rồi gọi cho xe cấp cứu. Cô tự té, không phải tôi đâu có làm gì cô đâu. Cô tránh ra đi, là cô tự té, không phải tôi. Cô ra đi, không phải tôi. Quỳnh ơi, mọi chuyện cho ba đi con, ba có chuyện muốn nói với con. Là mày đã hại chết cuộc đời tao. Quỳnh ơi, là mày, tao sẽ giết mày. Quỳnh, mọi chuyện cho ba đi con. Mày đi đi. Quỳnh. Tôi không có hại cô. Công an. Tôi không có hại cô. Cô đi ra đi. Cô đi ra đi. Quỳnh, mở cửa ba đi con. Đi ra đi. Đừng đi. Đừng đi. Quỳnh ơi, nghe tôi nói nè. Đi ra đi. Mở cửa cho ba đi. Ba có chuyện muốn nói với con. Tôi. Quỳnh. Quỳnh ơi, mở cửa cho ba đi con. Ghê thiệt ha. Đúng là không thể tin được cô Quanh lại giết người. Thiệt không thể nhìn ra mà. Thiệt với giả cái gì? Bà không thấy trong phim hả? Diễn viên người ta giết người để diệt khẩu hay sao? Coi chừng á, cái miệng hại cái thân nè. Lỡ mà người ta bị oan á thì mấy người á liệu mà viết đơn xin nghỉ sẵn đi nha. Trời ơi, tham vọng mà lớn thì người ta dám chắc dám làm tất cả lắm chứ bộ. Nghĩ thì tụi mình đi nơi khác, làm gì sợ dữ vậy? Không ngờ một mũi tên là trúng hai mục đích. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện coi như đã êm xuôi. Bây giờ mục đích của mình là đánh bại thằng Danh. Chỉ cần một bước nữa thôi, công ty này sẽ thuộc về tao. Về tao.
Ba ráng ăn một chút cháo nha ba. Cái đề đó lát ba ăn. Chuyện đã rồi, ba đừng có suy nghĩ nữa. Con nghĩ chắc là có sự hiểu lầm gì đó. Cô anh không phải là người vậy đâu ba. Ba thấy trong người sao rồi ba? Ba khỏe nhiều rồi. Tụi con không cần phải tới đây thăm ba mỗi ngày đâu. Chú à, chú phải chịu khó ăn uống thì mới mong khỏe được. Chị để em. Cháu biết á là chú đang lo lắng rất là nhiều chuyện, nhưng mà sức khỏe vẫn là quan trọng nhất chú à. Thật là có đúng rồi đó ba. Ba ráng ăn chút xíu cháo đi ba. Ba ăn đi ba. Cứ để ấy. Ba thật sự hối hận khi không ngăn cản Oanh. Ba biết những chuyện làm của nó trước đây, nhưng ba nghĩ á, nó đã thay đổi. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Dù biết là xưa nay Oanh là người bướng bỉnh, nhưng mà theo con thì trong chuyện này Oanh không đủ gan để giết người đâu ba. Đây có thể là âm mưu của Tay Cường nhằm vào mục đích nào đó. Anh ta là một người nham hiểm đáng sợ đó ba. Bé Bông. Ba Thận. Bé Bông. Sao bé Bông kêu chú Thành là ba? Như vậy là không được nha con. Ba Thành bảo con gọi vậy mà. Con gọi mẹ Thảo bằng mẹ, con cũng phải gọi ba Thành bằng ba chứ. Nếu như mà em đã coi bé Bông là con gái của mình rồi thì anh cũng không có lý do gì mà không coi bé Bông là con gái của anh đâu. Ừ, ba Thịnh cũng nhớ con nữa. Hôm nay ha, bé Bông đi học có ngoan không? Ngày nào con cũng ngoan hết, hôm nay con được 2 điểm 10 vậy luôn. À, giỏi quá. Vậy bây giờ ha, bé Bông thích gì ba Thịnh thưởng cho. Con thích ăn kem, lát nữa ba Thịnh mua cho con nha. Được thôi. Thịnh à, sao Thịnh tới đây mà không báo trước cho Thảo biết? Nhưng mà Thịnh tới đây có chuyện gì không? Anh nhớ em và con nên tới đón, được không? Ai là con của Thịnh chứ? Nói chứ mẹ kêu anh đón em với Bông về nhà chơi. Với lại mẹ cũng nhớ với Bông lắm. Ba Thịnh, cho Thịnh chở con qua với bà đi. Con không cần kem nữa đâu. Mà sao bác lại muốn gặp bé Bông vậy? Em đừng có lo lắng quá. Chuyện này cũng đã đề cập tới mẹ rồi. Anh muốn là mình đưa bé Bông về nhà ở sau khi đám cưới. Anh thấy mẹ cũng đồng ý rồi đó. Có thật như vậy không? Thật chứ. Chị quan trọng như vậy đâu có đùa giỡn được đâu. Em biết không, một ngày không gặp bé Bông anh nhớ nó lắm. Không chỉ là mẹ ở nhà, em rất là muốn có cháu để ẵm bồng đó. Ba Thịnh. Mẹ Thảo có yêu hai người bằng nhau. Cảm ơn con. Thôi mình đi về. Đi con. Về con. Em có mệt không? Em không sao. Em chỉ lo cho ba thôi. Ba vốn sức khỏe không tốt rồi, bây giờ lại gặp chuyện này nữa. Gia đình lâm vào hoàn cảnh này, tất cả là do lỗi của anh thiếu trách nhiệm. Bây giờ anh chỉ muốn lo lắng cho ba, để bù đắp lại những lỗi lầm mà anh gây ra. Anh đừng tự trách mình nữa. Con người ai cũng mắc phải sai lầm,
Quan trọng là người ta biết nhận ra và biết hối lỗi. Em về sống với anh và con nha. Hãy cùng anh chăm sóc cho ba. Gia đình anh rất cần em. Nhưng em... Chỉ cần em về với anh và con, anh sẽ làm được tất cả mọi chuyện. Chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc. Sẽ chăm sóc, lo lắng cho ba và con. Hận thù chỉ làm con người ta thêm nhiều tội lỗi, chi bằng cứ buông bỏ, học cách tha thứ và xem mọi chuyện xảy ra như là một điều hiển nhiên. Tôi thực sự xin lỗi con, dù biết là lời xin lỗi đáng giá muộn màng. Có thật là cô tôi biết chưa chứ? Được rồi, cảm ơn anh. Anh đang tìm chứng cứ để liên quan cho em. Người đầu tiên anh điều tra đó là tại sao cô lại sống dài dài như vậy. Đưa em về nơi đâu, ôi nát tan, ôi xôn xao. Cậu có muốn một cuộc mua bán hay không? Không có gì để bán. 50% cổ phần công ty Hoàng Khang. Tôi không có nhiều thời gian nói mấy chuyện tào lao với ông đâu. Dòng đời bao ngang trái, tiếng yêu thương. Nhưng rốt cuộc ông là ai? Ông muốn cái gì? Tất nhiên là tôi muốn bán 50% cổ phần công ty Hoàng Khang cho cậu. Ông nghĩ ông thể chơi được tôi sao? Với những gì tôi có trong tay, cậu nghĩ tôi có thể chơi được không? Ươm mình trong sương gió, rồi ngày mai thức giấc, tiếng yêu thương nhẹ lay, tia nắng ấm ban mai, sưởi ấm em, đưa em qua đêm dài. Ngày hôm qua em vẫn thơ ngây, mà hôm nay vương đắng cay. Đời cuốn xoay những trái ngang, đưa em về nơi đâu. Ôi nát tan, ôi xôn xao, ôi thân em bẽ bàng. Rồi ngày mai thức giấc, nắng ấm ban mai.